đời bước bơ vơ. Đời người con gái yêu nhiều khổ nhiều, 12 bên nước biết đục hay trái không ngây.
trở về, cha anh không còn nữa, mẹ anh bây giờ đã già. Ngũ hành nằm cụm núi xanh xanh, xa rồi một trai nam trần, mây dâng nhiều trên đỉnh hải vân. Chiều nay có người thương binh đi về với bàn tay năm ngón, như đi về với cuộc chiến tranh. Anh mất đi bàn tay nhưng còn quê hương yên lành, một ngón tay dâng một cụm ngũ hành. Niềm vui chờ đón tương lai, thư gửi cho người yêu, viết bằng tay trái không ngay. Bây giờ ở đâu?
lòng hoang dại gặp lại người xưa bao năm tháng mong điều đau xót cho ai bây giờ em xa lạ đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi đau xót cho ai bây giờ em xa lạ đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Gửi về
chốn phương trời, theo cánh hoa lòng đến bên người. Thương nhớ xa vời gửi về chốn phương trời, theo cánh hoa lòng đến bên người.